Thì các bạn, chúng tôi có mời người máy Asumo sang Việt Nam, nhưng vì người máy bận chạy show nhiều quốc gia thế giới, cho nên hôm nay chúng tôi có mang đến quý vị một người máy khác, gọi là người máy Roto. Alo. Hola. Xin chào các bạn. Đến với chương trình. Đến với chương trình Giai điệu tình yêu. Thưa quý vị, hân hoan chào đón quý vị các bạn đến với chương trình Giai điệu tình yêu nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ tư. Chúc quý vị vui khỏe và hạnh phúc với giai điệu tình yêu. Quý vị các bạn thân mến, và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục thưởng thức chương trình đêm nay với sự góp mặt tiếp sau đây của các cô gái và một chàng trai. Bài hát được mang tên